Gần đây, Sam thường xuyên bị nhắc tên trong những ồn ào liên quan đến một ông trùm ngành giải trí. Nhiều hoạt động trước đây của cô cũng bị đem ra mổ xẻ. Đêm 28 tháng 10, Sam bất ngờ đăng tải tâm thư rất dài trên fanpage chính thức có 3,7 triệu người theo dõi của mình. Bài đăng của Sam có nhiều đoạn đáng chú ý như sau. Từ trước đến nay, Sam vẫn chăm chỉ làm việc và ít khi nói về chuyện riêng tư của mình. Nhưng thời điểm này, Sam thấy mình càng im lặng thì những thông tin tiêu cực, sai lệch và đặt điều vu khống từ các trang thông tin không chính thống ngày càng nhiều. Mình được ba mẹ giáo dục trên nền tảng của một gia đình tri thức. Mẹ mình luôn dạy, con có thể không thành công nhưng phải thành người tử tế. Mình đã luôn sống theo phương châm đó. Mình không muốn để mẹ mình phải lo lắng hay buồn rầu ảnh hưởng đến sức khỏe. Mình cũng không muốn gia đình mình bị tấn công cả về tinh thần lẫn danh dự. Mình càng không muốn các Sam Mini, các khán giả đã ủng hộ và yêu thương mình trong thời gian qua bị dư luận dẫn dắt lôi kéo và thất vọng về mình. Nên hôm nay, mình sẽ nói rõ duy nhất một lần các sự việc đang bị bóp méo sai lệch vu khống mà các trang thông tin không chính thống dựng lên. Sam cũng nhắc đến Nathan Lee và Bửu Điền và làm rõ 4 nội dung. Thứ nhất, liên quan đến thông tin cho rằng Nathan Lee nói Sam làm việc sai trái không đúng đạo đức. Ngay khi thông tin này xuất hiện, ekip của Sam đã liên hệ với Nathan Lee để hỏi về câu chuyện. Theo đó, Nathan Lee trả lời rằng bình luận trên Facebook không liên quan gì Sam, anh nhắc đến chuyện khác nhưng đã bị cắt ghép, vu khống với ý xấu về Sam. Thứ hai, Sam là một nghệ sĩ, Sam đang hoạt động bằng công việc diễn viên, MC. Việc thường xuyên nhận show diễn từ công ty Điền Quân là điều rất may mắn với Sam. Ngoài Điền Quân, Sam còn hợp tác với nhiều công ty để sản xuất những chương trình khác. Ngoài ra, Sam không có bất cứ mối quan hệ vượt quá giới hạn nào với Bửu Điền. Thứ ba, vấn đề kêu gọi từ thiện. Sau khi tổng kết được quyên góp, Sam đã sao kê online post lên đầy đủ để báo cáo cho các mạnh thường quân rất chi tiết. Sau đó một thời gian rất lâu, Sam mới xóa bài đăng vì không muốn hiểu lầm là đợt quyên góp vẫn còn. Tổng số tiền Sam kêu gọi được là 125.923.000 đồng, trong đó Sam đóng góp 50 triệu đồng từ tiền cá nhân. Vì không có kinh nghiệm và chưa từng tự tổ chức chuyến đi từ thiện nào nên Sam hơi lúng túng. Đúng lúc này, sau khi biết thông tin Lương Thế Thành, Thúy Diễm đã có kế hoạch tổ chức, đang thực hiện chuyến đi và liên hệ được với địa phương nên đã chuyển toàn bộ số tiền quyên góp được cho họ. Thứ tư, với chuyện mua xe tặng mẹ, như bất cứ đứa con nào, Sam cũng muốn được báo hiếu, làm điều gì đó khiến mẹ vui, khiến mẹ hạnh phúc. Quá trình mua xe, phía nhãn hàng đã hỗ trợ Sam rất nhiều. Để đáp lại, Sam cũng chia sẻ hình ảnh chiếc xe lên mạng xã hội để hỗ trợ cho nhãn hàng. Đặc biệt là Sam muốn lưu giữ lại kỷ niệm và cột mốc cùng với mẹ mình. Sam mất ba từ sớm, chỉ còn có mẹ và em trai. Mẹ là chỗ dựa tinh thần và là người quan trọng nhất đối với Sam. Cuối bài đăng, MC diễn viên này khẳng định lần nữa, Sam đã định im lặng đến cùng, nhưng càng im lặng, Sam và gia đình mình càng bị tổn thương nhiều hơn. Xin mọi người hãy để cho gia đình Sam được yên, xin mọi người hãy để cho Sam được là một người con có hiếu. Một lần nữa, Sam mong muốn kết thúc câu chuyện ồn ào tại đây.